Hello, xin chào mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Xí Soạn đến đây nè. Hôm nay trước khi mà nấu ăn đó, thì Xí Soạn đi ra vườn và chụp lại những cái cảnh ở vườn xung quanh nhà cho mọi người thấy cảnh quan ở nơi đây. Ở đây toàn là hoa cỏ dại thôi, nhưng mà những cái loài hoa dại này Xí Soạn rất là thích. Chẳng biết nó là hoa gì hết, cứ thấy đẹp đẹp là Xí Soạn chụp thôi. Rất là thích ngắm hoa dại ven đường nha. Đây là hoa bồ công anh đó. Hoa bồ công anh nó bình thường nó mới nở thì nó màu vàng đó mọi người. Còn hoa này là lúc mà nó đã già rồi đó thì nó sẽ thành như vậy. Mình nghe nói vậy đó chứ mình cũng chưa biết sự trưởng thành từ lúc hoa vàng ra cái hoa giống vậy nó như thế nào, sẽ chọn chưa biết luôn đó. Nhưng mà chỉ nghe mọi người nói thôi. Mọi người cảm thấy có thích cái hoa này không? Hoa này rất là đẹp nha. Lâu lâu Xí Soạn tự kỷ đó, ngồi ngắt cái hoa này và thổi cho những cái cánh hoa này nó bay phát tán đi khắp nơi. Ở những cái cánh hoa này nó có chứa những cái hạt đó, khi nó phát tán nó bay đi khắp nơi và nó sẽ mọc ra một cái cây mới, chào đón một cái sinh linh mới luôn đó. Mọi người cảm thấy thích thú với loài hoa này không? Xí Soạn thì rất là thích luôn đó mọi người, và thường xuyên ngắm cái loài hoa này luôn. Đẹp ha cả nhà ha. Mình đang quay rất là chậm luôn đó, quay chậm, thật là chậm luôn nè, để chiêm ngưỡng cái sự đẹp của nó đó. Nó đẹp lạ lùng lắm, không hiểu, không diễn tả được. Thiệt là đẹp. Và ngày hôm nay mọi người đã chuẩn bị gì cho bữa ăn nhà mình chưa? Còn Xí Soạn thì sẽ chuẩn bị vào bếp và thực hiện món ăn cho gia đình của mình. Và cả nhà biết không, Xí Soạn cũng chỉ tìm ăn những món ăn Việt Nam thôi, không có ăn được đồ Âu, đồ Á hay là đồ Âu hay đồ Mỹ gì đâu. Chỉ ăn đồ Việt và mâm cơm của Xí Soạn cũng toàn đồ Việt thôi. Bây giờ Xí Soạn mời cả nhà cùng vào bếp với Xí Soạn nha, và chuẩn bị nấu ăn cùng với Xí Soạn. Đẹp không cả nhà? Bồ công anh đó, nó giống như là hoa cúc dại, hoa cúc nhỏ nhỏ ở Việt Nam mình đó. Xí Soạn rất là thích luôn. Hoa nhìn nó kêu xa chưa? Thật là tuyệt vời đúng không mọi người? Vào bếp thôi nè.
nay mình ăn spinach. Đây là cái loại rau mà nó giống như nó một cái họ của rau mồng tơi đó cả nhà. Để xí soạn cắt ra cho mọi người xem nha. Nếu mà các anh chị ở nước ngoài thì chắc là không có lạ về rau này, nhưng mà ở Việt Nam thì chắc là hơi lạ một chút. Nó giống như là rau mồng tơi thôi nha cả nhà, nhưng nó không phải là rau mồng tơi nha. Đây, xí sẵn lấy cái lá cho mọi người xem luôn nè, cái na lá của nó nè, nhưng nó chỉ là một họ của mồng tơi thôi chứ không phải là rau mồng tơi. Ok, rồi đây cho mọi người xem để trải nghiệm một cái loại rau mới. Xí sẵn lúc trước thì cũng không biết rau này đâu, khi qua đây mới biết. Rồi rau này có thể người ta có thể nấu canh giống như rau mồng tơi vậy đó. Nhưng có đôi khi thì xí sợ cũng mua về để ăn sống nữa, giống như là làm rau giống như xà lách vậy đó, ăn sống nha. Bây giờ xí sợ sẽ nấu một miếng canh, nấu một nửa này thôi, nó cũng hơi nhiều. Hôm nay xí sợ sẽ nấu canh rau rau đây nha, chữ nguyên của nó đọc là spinach. Không biết là sĩ soạn đọc có đúng hay không, mình cứ đọc vậy thôi. Spinach. Ok, rồi 3 phút để ăn nè, nấu rất là nhanh, trong vòng 3 phút chứ là nó nhanh chín lắm. Sĩ soạn chỉ nấu một nắm như vậy thôi đủ cho ăn một cái tô canh. Sĩ soạn đã chuẩn bị một cái nồi xương bò, xương đuôi bò đã nấu rồi. Xương đuôi bò nấu lâu lắm, nấu tới nấu cả ngày luôn vậy á, tại vì mình nấu chút xíu cho nó sôi xong mình tắt xong cái lại mình lại nấu tiếp vậy đó, cho nó nguội xong mình lại nấu tiếp để cho nó mau mềm đó. Rồi nấu cả ngày luôn, khi nào bất cứ nấu món gì thế là đặt cái bếp lên để nấu cái nồi đó luôn. Bây giờ nó đã mềm, hơi mềm rồi, bây giờ xí sẵn sẽ nấu rau này thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị rửa nha.
đây nồi cá kho của xí Sọn nè cả nhà. Bây giờ là nó đã rút nước rồi đó, nó còn có tí xíu nước này thôi. Xí Sọn muốn giữ lại cái nước này để ăn chan với cơm đó, hoặc là chấm rau cho nó ngon, chứ mà kho khô quá thì nó không có ngon, uổng lắm đó. Nhìn ngon chưa, hấp dẫn không cả nhà, thơm lắm nha, không có hề tâm chí nào hết nha, ngon lắm. Bây giờ mình muốn cho thêm vào đây một muỗng tương ớt tỏi để cho nó cay cay nữa, nó thơm và màu của nó đẹp hơn. Đây là tương ớt tỏi nha, tương ớt tỏi Việt Nam, của Việt Nam nha. Mình cho một muỗng rưỡi đi, cho thêm một chút xíu nữa. Khi mình cho cái tương ớt này vô nó sẽ cay và cái màu của nó cũng đẹp nữa, nó tạo màu đó, cho nó đẹp đẹp. Đây cho mọi người xem cái tương ớt tỏi Việt Nam nè. Tương ớt tỏi Việt Nam, thấy chưa? Cái loại này thì mình hay nấu, mình kho cá mình hay bỏ vô để cho cái màu nó được đẹp, là nó có cay và nó còn có tỏi nữa thì nó thơm lắm, ngon lắm nha cả nhà. Đó, thì bây giờ là mình kho cá như vậy là được rồi. Nếu ai mà thích ăn khô hơn á thì có thể nấu thêm một chút nữa. Còn Xí Sọn là muốn có một chút nước về để chan ăn với cơm á, nó ngon. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Kho nãy giờ kho nhỏ lửa nha, kho nhỏ lửa cho nó rút á, nó rút vô cái miếng cá nó thơm, nó ngon nữa, nó đậm đà, nó thấm, hấp dẫn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ít hành lá vô, quá chuẩn luôn, tuyệt vời. Mình rắc thêm vào đây một ít tiêu nữa nha, cho nó thơm. Rồi, giờ thì mình đã có chảo cá nục kho thơm cà, thiệt là ngon luôn. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Mùi của nó thật là thơm luôn nha, nồng nàn luôn. Đây nồi cá kho của mình nha cả nhà. Thành phẩm của mình đây, nóng hổi luôn, hấp dẫn chưa? Giờ mình sẽ chuẩn bị nấu nồi canh nữa là xong. Đây là nồi canh sườn bò, đuôi bò của mình nấu nha, nấu rất là mềm rồi đó. Bây giờ mình mới thả cái rau này vô và mình nấu cho nó sôi trở lại là mình tắt bếp là được rồi, bởi vì cái rau này nó dễ chín lắm. Đây mình tắt bếp luôn rồi nha, mình tắt bếp luôn rồi, tại vì cái rau này chỉ cần thả vô là nó chín luôn rồi nè, nó teo luôn rồi nè. Đó, ở đây mình nấu bằng đuôi bò nha cả nhà, canh Spanish hầm đuôi bò, ngon ha. Ăn đơn giản vậy thôi, đâu có ăn cái gì nhiều đâu, cả nhà thấy không? rồi bây giờ Xí Sọn đã hoàn tất món ăn của mình cho ngày hôm nay, đó là canh rau Spanish nấu đuôi bò, và một cái món nữa đó là cá nục ha, cá nục kho thơm cà. Đây nè, món cá của mình đây nè, đây ngon chưa, hấp dẫn không, ngon lắm nha cả nhà. Xí Sọn là rất là khoái ăn cái món cá nên là kho riết rồi nó quen tay luôn á, ngon lắm, hấp dẫn lắm nha mọi người, ăn với cơm nóng tuyệt vời luôn. Và nếu có một cái dĩa rau củ nữa thì thật là tuyệt vời. Nhưng hôm nay mình không có chuẩn bị được rau củ, bởi vì không, trong tủ lạnh không có mua được cái gì luộc để ăn hết á. Hấp dẫn chưa? Bây giờ Xí Sọn mời cả nhà và cùng ăn cơm nha. Tạm biệt mọi người.